Phim Mai của Trấn Thành khơi mào bàn luận sôi nổi về tình yêu trên mạng xã hội. Tính đến trưa ngày 19 tháng 2, sau hơn 9 ngày ra rạp, phim Mai của Trấn Thành đạt doanh thu 342 tỷ đồng, theo Box Office Việt Nam, và con số này vẫn chưa dừng lại. Đồng thời, mối tình của hai nhân vật chính cũng được khán giả sôi nổi bàn luận. Không khó để thấy nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ đã giữ chặt cảm xúc trong suốt thời gian xem phim vì ngại, khóc. Nhưng rồi đã vỡ òa khi nghe Mai, Phương Anh Đào nói lời tạm biệt Dương, Tuấn Trần, cảm ơn vì đã không đợi em, với nụ cười trước khi bước lên xe để rồi sau đó gương mặt cô ràn rụa nước mắt. Mai do Phương Anh Đào thể hiện lấy nước mắt nhiều khán giả. Khán giả Hiu viết, mình đã bật khóc khi nghe câu thoại này trong phim Mai. Có lẽ không đợi nhau nữa cũng là một sự biết ơn. Anh có cuộc sống của riêng anh, và em cũng sống cuộc đời khác riêng em. Chúng ta đâu chỉ sống cuộc đời của riêng mình. Chúng ta đâu nhất thiết phải đi cùng nhau mới gọi là hạnh phúc. Trước đó, Mai từng nói với Dương, thế giới rất đông người, đã gặp được em nếu có thể hãy ở lại. Nghe thật lãng mạn và đậm chất, ngôn tình. Nhưng rồi họ cũng không thể ở lại bên nhau. Đáng buồn nhất là khi gặp được người đặc biệt và nhận ra sớm hay muộn cũng phải từ bỏ, một khán giả bình luận. Nhiều khán giả ngậm ngùi khi Mai trông tỏ ra bất cần, đâu có ai thiếu ai mà chết đâu. Để giấu đi nỗi lòng mình. Khán giả Ngọc 19, Bình, trong tình yêu, không phải cứ yêu say đắm là sẽ được đáp lại bằng thứ tình cảm nồng nhiệt. Cứ bất chấp yêu là được đền đáp. Cổ tích và đời thực là hai thực cảnh hoàn toàn khác nhau, đúng người đúng thời điểm. Trái tim sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc ở thực tại và hạnh phúc với những gì mình đang có. Bên cạnh chủ đề tình yêu, phim Mai của Trấn Thành cũng khơi gợi những suy nghĩ về hạnh phúc. Nhiều khán giả cho biết họ ấn tượng với bà hàng xóm khu chung cư nơi Mai đang sống, do Ngọc Nguyễn thủ diễn, với câu thoại, cố gắng sống hạnh phúc kiếp này đi đã. Chắc gì kiếp sau được làm người. Tuấn Trần, Dương và Phương Anh Đào, Mai, trong phim tương tự, câu thoại rất đời của bà Đào, do Hồng Đào thể hiện, khi gặp Mai trong phòng massage cũng được khán giả thích thú bởi nó nhắc ta sự ngắn ngủi của kiếp người. Hãy tận hưởng hạnh phúc khi có thể, quất liền cho chị. Like sờ tu sót. Mày ngon, nó ngon, xứng đôi vừa lứa.